tế mà bọn mình rất ít cơ hội để có thể tiếp xúc được. Qua sự kiện này em đã được tiếp cận và nắm bắt được rất nhiều những thông tin về cáp, về dẫn điện. Mà những kiến thức này thì trên cái nhà trường thì hoàn toàn em chưa có thể tiếp cận được. Hiện tại là bộ môn cung cấp điện thì cũng chuyên về những cái phần, có một phần thiết kế MEO liên quan đến trọng cáp. Thì bài này nó cũng ít cho sinh viên trong cái làm luận văn tốt nghiệp như đồ án. Thì cáp điện đấy nó giống như là một hệ tuần hoàn của cơ thể con người. Nó liên thông các cái bộ phận lại với nhau, truyền tải những tín hiệu thông tin giúp cho các hoạt động được xảy ra trơn tru. Và điều này rất là quan trọng trong mọi lĩnh vực trong đời sống, đặc biệt hơn là trong tự động hóa trong công nghiệp. HCMUT is a famous university, especially for the engineering school. Besides the practical experience that I mentioned, we also share them about a very important trend in the engineering field, which is the industrial automation. By the seminar, they understand what is the industrial automation, why do they need them, and finally, where is the application can be applied. Các bạn kỹ sư tương lai, hãy tự tin, làm chủ công nghệ và thể hiện sự khát vọng lớn của mình.